Chiết khấu này là chiết khấu các giấy tờ của giá đúng không cô? Chiết khấu là chiết khấu trên cái gì ạ? Theo cái gì? Trên giá trị nào? Cái này là đọc ở nhà nha, đọc ở nhà Tức đúng không? là khách hàng sẽ chuyển nhượng các giấy tờ có giá mà chưa đến hạn thanh toán cho ngân hàng đúng không ạ? Tức là giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán thì đúng rồi, nhưng mà mình sẽ không dùng từ chuyển nhượng mà mình sẽ dùng cái từ chính xác của nó là mang ra để yêu cầu khách hàng, để yêu cầu ngân hàng làm chiết khấu. Từ chiết khấu ở đây nói là chiết khấu dòng tiền ấy ạ. Là ta hiểu là đây ngân ở doanh khách hàng nó có một cái dòng tiền ở hiện tại thì cái dòng tiền này nó phát sinh từ quá khứ rồi, tại cái thời điểm gửi tiền hoặc là tại cái thời điểm mà mua các cái trái phiếu chẳng hạn, đúng không? Thế thì ở cái thời điểm hiện tại này thì cái giấy tờ có giá đó có thể là sổ tiết kiệm, có thể là một khoản tiền gửi có kỳ hạn, hoặc là cũng có thể là các cái giấy tờ nó có giá khác như là trái phiếu hoặc là kỳ phiếu hối phiếu đó. Thường thì trái phiếu thôi, còn với cả kỳ phiếu thì còn hối phiếu thì thường là các ngân hàng cũng sẽ không không chiết khấu lại được, vì hối phiếu nó mang tính chất là để thanh toán, tức là mình mua mình lập trái phiếu, à mình lập cái hối phiếu để mình làm một cái nhiệm vụ thanh toán cho một bên thứ ba đấy, nên là chiết khấu thì thường ngân hàng sẽ chiết khấu cái trái phiếu và kỳ phiếu nhiều hơn. Thế nhưng hôm nay là tại cái thời điểm ngày hôm nay thì cái giấy tờ có giá đó, cái dòng tiền nó đã có những cái thay đổi, và nó cộng cả cái phần lãi nữa bạn ạ, nó cộng thêm cái phần lãi dự kiến theo theo cái lãi suất cam kết của cái giấy tờ có giá đấy rồi. Thế nhưng ở cái tương lai tại cái ngày đáo hạn thì cái dòng tiền nó lại là một cái giá trị khác đúng không ạ? Chúng ta có PV và SV ấy. Đấy. Thì cái lãi suất trên sổ tiết kiệm hoặc là lãi suất trên trái phiếu đúng không ạ? Đấy là cái lãi suất cam kết, lãi suất đảm bảo đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ tại cái thời điểm hiện tại này thì tôi không chờ được đến cái tương lai để tôi lấy tiền, mà tôi muốn là tôi lấy tiền tại thời điểm này luôn. Được chưa? Thì nó lững lờ ở giữa. Đó. Và ngân hàng sẽ thấy rằng là rõ ràng là nếu mà anh muốn 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 lấy tiền tại thời điểm này thì anh không thể hưởng cái lãi suất theo cam kết được, và anh phải chấp nhận là anh sẽ chỉ được hưởng một cái phần giá trị nó ít hơn thôi đúng không ạ? Nó ít hơn thôi. Thế thì cái chữ chiết khấu ở đây ta hiểu là ta chiết khấu cái dòng tiền từ tương lai về hiện tại, hoặc là chiết khấu cái dòng tiền quá khứ về cái thời điểm hiện tại, được không ạ? Nhưng mà theo cái lãi suất, được chưa ạ? Lãi suất gọi là lãi suất ở đây ta dùng là từ tiền vay chiết khấu đấy, một cái lãi suất chiết khấu dòng tiền do ngân hàng tính toán và đưa ra trong trường hợp này. Thế thì thường thì cái lãi suất chiết khấu này nó sẽ cao hơn cái lãi suất cam kết trên ví dụ sổ tiết kiệm này, chiết khấu sổ tiết kiệm này, cho nó dễ nói này. Thì các em dễ nhìn thấy là rõ ràng là nếu như mà cái lãi suất chiết khấu thông thường nó sẽ cao hơn so với lãi suất của trên sổ tiết kiệm, nó dẫn đến là cái số tiền mà khách hàng sẽ được thực gọi là được nhận đấy tại cái thời điểm hiện tại này nó sẽ phải bị trừ đi cái lãi suất chiết khấu đấy đúng không ạ? Do đó là cái giá trị thực ấy nó sẽ nhỏ hơn so với cái giá được nhận đấy, nó sẽ nhỏ hơn so với cái thực theo cái dòng tiền tính trên cái lãi suất cam kết của cái sổ tiết kiệm nhá. Cái lãi suất chiết khấu là lãi suất mà khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng để có thể có được cái dòng tiền tại thời điểm hiện tại, được chưa ạ? Đấy, thì nó cao hơn so với cả cái lãi suất mà ngân hàng trả cho khách hàng. Đấy, nếu như khách hàng thực hiện cái cam kết là giữ giá trị trên sổ tiết kiệm đến thời điểm đáo hạn, nhưng mà khách hàng lại không làm điều đó, được chưa ạ? Thế thì cái ý nghĩa của cái chiết khấu là như vậy, tức là nó gắn với cái dòng tiền trên cái giấy tờ có giá. Nhưng tại sao nó lại gắn với cái sản phẩm cho vay? Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là ông khách hàng ông đâu có tiền tại thời điểm ông không được rút tiền ra tại thời điểm này, được chưa? Thế nhưng mà lại lại cần lại có nhu cầu cần tiền đấy, thì ngân hàng
sử dụng luôn cái giấy tờ có giá đó làm một cái tài sản đảm bảo và thực hiện chiết khấu luôn trên cái giá trị đó. Đấy, tương ứng luôn thì cái tài sản đảm bảo nó là 100 triệu. Tôi chiết khấu cái dòng tiền lại tôi cho vay khoảng 70 triệu chẳng hạn. Vậy là vừa có tài sản đảm bảo, khách hàng vẫn đáp ứng được cái nhu cầu tiền vay và đương nhiên là gì ạ? Ngân hàng sẽ xác định được là có kinh doanh, có tiền lãi. Đúng chưa? Có tiền lãi từ hoạt động kinh doanh cho vay này và nó mang tính chất của một khoản cho vay. Thế thì cái chiết khấu ấy thì hiểu gọi là bản chất của nó thì là như thế. Nhưng mà các bạn để ý cho cô là ví dụ nhá, ví dụ cô nói là ví dụ là như này, em có một quyển sổ tiết kiệm 100 triệu rồi ạ, em cần rút ra đến 80 triệu rồi được chưa, mà đi ra chiết khấu ấy được có 70 triệu thôi, thế thì như cô là cô sẽ tất toàn luôn quyển sổ tiết kiệm này, lấy 100 triệu ra luôn, lãi suất thôi, cứ lấy lãi suất coi như là chả có lãi gì cả, 0,5% cho nó nhanh, cho nó lành. Đúng không? Mình đồng ý với cô như thế không? Thế nên là cái câu chuyện chiết khấu thì nó sẽ không đi theo cái bản chất như thế đâu, nó sẽ có cái hình thái biểu hiện hơi khác một xíu. Cái nghiệp vụ chiết khấu này thực ra là trong sổ tiết kiệm giao dịch viên làm rất là nhiều. Sau cái giai đoạn của cô làm ở ngân hàng cũng làm rất nhiều ạ. Bây giờ thì cũng có phát sinh nhưng mà vì nó có quá nhiều sản phẩm cho vay từng lần khác nữa cho nên là đỡ phức tạp thì các là ngân hàng phía ngân hàng các cán bộ ngân hàng người ta sẽ khuyến khích là sẽ giới thiệu cho khách hàng sang các cái sản phẩm liên quan đến cho vay từng lần nhiều hơn là làm chiết khấu. Chiết khấu nó phức tạp lắm, gọi nhìn thấy tính dòng tiền nhá, chúng ta nói đến chiết khấu dòng tiền là ta hiểu rồi đúng không ạ? Tương lai đi, hiện tại xong rồi các thủ tục tính thủ tục về giấy tờ thì ra sổ tiết kiệm thì có lưu lại đây. Kiệm rõ ràng là không thể thủ tục liên quan đến đóng băng thì cái giá trị của giá lãi suất chiết khấu thì là bao nhiêu đấy ạ, đấy nó rất nhiều liên quan đến rất nhiều những cái vấn đề khác nữa, nên là thực sự thì mà nói thì giao dịch viên ở ngân hàng thương mại người ta ngại làm cái chiết khấu đó, nếu mà làm chiết khấu là làm chỉ phòng giao dịch nhé chứ không làm ở phòng tín dụng đâu. Nó khác so với cả cho vay từng lần hoặc cho vay lại mức tín dụng ở cái điểm này. Nó sẽ làm tại phòng giao dịch và phòng giao dịch là các giao dịch viên sẽ là người quản lý, sẽ là người theo dõi, được chưa? Sẽ là người tính toán ra cái lãi suất chiết khấu đấy, được chưa? Đấy, thế thì thực ra mà nói thì cái thực ngoài đời ấy, ngoài đời thực ấy, là cái chiết khấu nó sẽ diễn ra như thế này này. Cái này cũng mô tả lại một cái trường hợp nhé. Một cái trường hợp để các em hiểu xem là khi nào thì chiết khấu mà nó sẽ diễn ra như thế nào, mình cũng không bị bỡ ngỡ ấy. Các em cũng có thể mang sổ để em làm được ấy. Ví dụ nhé, cô có một cái sổ tiết kiệm cũng là 100 triệu này, ngày gửi xem nào, hôm nay là mùng 4 tháng 11 đúng không, cho nó vào ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Kỳ hạn là 9 tháng đi. Được ạ. Thế thì ngày đáo hạn. Ngày đáo hạn bạn sẽ nhìn thấy nó là ngày bao nhiêu ạ? 3 tháng mấy? 7 tháng 9. 3 tháng mấy ạ? Tính cho cô nào? Các bạn phải xác định được ngày đáo hạn đúng không? Mùng 3 tháng 3 của năm sau. Lớp mình ra có mỗi bạn ánh học đây. Không có ai học nữa à? Ngại mở mic đến thế à? Mùng 3 tháng 3 của năm sau. Được chưa? Lãi suất này. Lãi suất là 5% nhá. Một năm. 9 tháng chả được đến đâu, thôi cứ cho nó 5% đâu, bây giờ lãi suất tèo thôi. Ok chưa? Thế thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11. Dạ. Khách có nhu cầu tiền. Rút mà chỉ rút
40 triệu rồi. Dạ. Đấy. Thế là sổ thì 100 triệu nhá. 4 tháng 11 có nghĩa là đã chạy được đến 6 tháng rồi. À đúng không nhỉ? 5 tháng rồi. Tháng 7, 8, 9, 10 và 11, tức là đã được 5. Thì còn có 4 tháng nữa thôi là đáo ạ. À. Bạn đồng ý với không ạ? Đấy. Thế thì khi mà đáo hạn đấy, tại thời điểm ngày mùng 3 tháng 3 ấy, thì khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đúng là 5%. Nhưng nếu như mà bây giờ lại rút cái sổ tiết kiệm này ra, giả sử là cần tiền và rút cái sổ tiết kiệm này ra, thì rõ ràng là khách hàng theo đúng cái quy định, đúng cái đặc điểm tính chất của sản phẩm, là khách hàng sẽ chỉ được hưởng cái lãi suất không kỳ hạn thôi. Và lãi suất không kỳ hạn hiện nay nó là 0,3% một năm. Được chưa? 0,3 đến 0,5% một năm. Đấy. Thì rõ ràng là các bạn sẽ nhìn thấy à, cần phải cân nhắc đúng không ạ? Về tư vấn cho khách xong mà ông ấy vẫn bảo là không, tôi cần tiền lắm, tôi cần 40 triệu. Không có thì ví dụ đi chữa bệnh chẳng hạn, là có cần cái việc gì đấy là sửa chữa nhà cửa dạ, thì phải rút ra, tôi không có tiền ở đâu nữa đấy, thì buộc là dạ, giao dịch viên sẽ phải tư vấn cho khách tiếp. Thì có hai cái lựa chọn, cái lựa chọn một, lựa chọn số một ạ, là cho khách rút rút sổ tiết kiệm hay là tất toán sổ tiết kiệm. Rút có nghĩa là tất toán hết rồi, tất toán sẽ tất toán toàn bộ 100 triệu. Được chưa? Tính cho trên số ngày, bạn tính cho cô là bao nhiêu ngày, từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 11 thì chính xác nó sẽ là bao nhiêu ngày ạ? Đấy là khoảng thời gian, và lãi suất thì chỉ được 0, cho là 0,5% cho nó cao tí nha. Thế rồi, tính là bao nhiêu ngày ạ? Cô sẽ hỏi một bạn nha, nhà tầm nhẩm cho cô xem là bao nhiêu ngày nha. Ngọc Mai nào. Mai nhẩm cho cô xem từ mùng 3 tháng 6 đến mùng 4 tháng 11 là bao nhiêu ngày. Năm mô bảy Bao nhiêu? một trăm năm tư ngày ạ. 154 ngày. Đúng rồi. Các bạn tính ra được lãi suất nhá, tính ra được số tiền khách hàng sẽ tất toán được nhá. Lấy 100 triệu nhân 154 ngày đúng không ạ? Chia cho 365 và nhân với 0,5%. Rất ít đúng không? Thử tính ra xem, rất ít luôn. Thế thì có một cái lựa chọn thứ hai nữa là gì, là bảo với ông ấy rằng là thôi chị rút có 40 triệu ra, bây giờ chị bỏ cái sổ, chị tất toán cả một cái sổ tiết kiệm này phí quá, 154 ngày lãi mà chỉ còn có 4 tháng nữa thôi là đáo hạn rồi, nửa kỳ hạn rồi, được chưa? Đấy, thì thôi hay là không thì em làm chiết khấu cho chị nhá. Chiết khấu thì thay vì tính cái giá trị của dòng tiền tại thời điểm này ngày 4 tháng 11 là bao nhiêu để cho vay, lại dùng luôn đó là 40 triệu là cái nhu cầu của khách hàng tại thời điểm này. Vậy tôi sẽ làm chiết khấu số tiền là 40 triệu. Được chưa? Chiết khấu trên số ngày vay ạ. Số ngày chiết khấu là đúng đến ngày đáo hạn này luôn. Xong chưa? Và ngân hàng sẽ áp lãi suất vay chiết khấu luôn. Được chưa? Áp cái lãi suất vay chiết khấu. Thực ra cái lãi suất chiết khấu này sẽ là một cái bước tính nhá. À, bây giờ tôi có số tiền vay tại thời điểm này là 40 triệu rồi, coi như giá trị tại thời điểm này là 40 triệu. Đấy. Họ sẽ tính ra cái dòng tiền ở tương lai là bao nhiêu, thì họ sẽ dùng cái công thức chiết khấu dòng tiền ấy, để tính lại ra cái R, tức là lãi suất chiết khấu R ấy ạ. Đấy. Cô cho giả sử là tính toán một hồi nhá.
tính toán một hồi ra được cái lãi suất cho vay chiết khấu ở đây gọi đây là 7% chẳng hạn. Nó sẽ là 7-8%. Thế thì đây là một cái lựa chọn thứ hai. Thì bài toán này chúng ta sẽ nhìn thấy là em cứ phải tính thôi, tư vấn cho khách hàng mà, tính thôi. Thì nếu như làm theo phương án 1 tại ngày hôm nay, được chưa? Tất toán hết, lấy 100 triệu cộng với cả một xíu tiền lãi, 154 ngày lãi với lãi suất 0,5%. Nhưng mà sau đó thì giấy lấy ra 40 triệu để tiêu dùng, còn lại hơn 60 triệu đấy có thể là lại gửi tiếp hay cái gì đấy, được chưa? Nhưng mà đã có nhu cầu rút ra rồi, người ta sẽ không gửi lại ngay đâu, người ta sẽ cầm về. Thường thì là những bạn đồng ý không ạ? Tư vấn tâm lý thì nó sẽ là như vậy. Trường hợp thứ hai là thôi chị cứ để đây, em làm chiết khấu với chị như thế này. Vậy là gì? Hệ thống ngân hàng nhá, huy động vốn vẫn giữ nguyên này, bạn đồng ý cho cô không ạ? Vẫn huy động vốn như vậy, không thay đổi, chỉ tiêu này vẫn vẫn ổn nhá. Thứ hai là nhu cầu khách hàng được đáp ứng theo đúng cái yêu cầu thôi, tôi chỉ cần 40 triệu thôi, ok, anh sẽ trả lãi trên 40 triệu thay vì anh trả lãi trên 100 triệu, được chưa? Là thứ hai. Cái thứ ba là về chỉ tiêu cho vay, được chưa? Thì chúng ta thấy là cái trên cái bảng cân đối của ngân hàng thương mại đã là phát sinh một cái khoản cho vay chiết khấu, cho vay ngắn hạn, được chưa? Vậy là đẹp cả đôi đường, chỉ tiêu cho vay ok, chỉ tiêu huy động vốn cũng ok, mà khách hàng thì đáp ứng được nhu cầu. Họ hiểu cái tình huống ạ. Đấy, cho nên là giao dịch viên sẽ là ôi chị cứ làm đây, em sẽ làm, chị em tính chị lãi rất là nhiều, mà lãi thật nhá, lãi thật. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ tính là tại cái ngày mùng 3 tháng 3 ấy của năm N cộng 1 ấy. Đấy. Chúng ta sẽ tính ra là như này. Nó sẽ có hai giao dịch diễn ra. Giao dịch số 1 là tất toán sổ. Tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu. Được chưa? Tính nguyên thu thì bao nhiêu ngày cũng không tính nữa nhá. Không hỏi bạn đoạn sẽ phải tính ra số ngày cụ thể để cô ghi ngắn tắt là 9 tháng lãi. Được chưa? Với lãi suất là 5%. Tất toán ạ. Giao dịch số 2 là sẽ tất toán khoản vay. Tất toán khoản cho vay. Số tiền chỉ là 40 triệu vay. Đấy. Vay trên bao nhiêu ngày thì chúng ta tính từ mùng 4 tháng 11 đấy ạ. Tháng 12, 1 này, 2 đến tháng 3 đúng không ạ? Tính ra 30 ngày này. 31, 31, 28. Tháng mùng 4 tháng 11 tôi đánh là từ mùng 3 tháng 11 thì đã tính từ mùng 4 tháng 11 nên em phải trừ đi một ngày. Nó rơi vào chính xác là 30 là 120 ngày. Đã, 120 ngày lãi. Đó. Và lãi suất thì tính theo cái là gì ạ? 7%. Đấy, lát nữa bạn có thời gian bạn ngồi bạn nhẩm ra cho cô xem là số tiền cụ thể là bao nhiêu nhá. Ghi cụ thể ra. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là vậy là tại ngày 3 tháng 3 nhá. Tại ngày 3 tháng 3, ông này ông ấy sẽ nhận. Khách hàng sẽ được nhận này. Thứ nhất là tiền gốc sẽ chỉ còn lại là 60 triệu. Được chưa? Vay 40 triệu bây giờ sẽ chỉ còn lại là 60 triệu. Nhưng mà cộng với đó là phần lãi sẽ được xác định bằng lãi sổ tiết kiệm trừ đi lãi cho vay. Phần lãi còn lại thôi. Mà chắc chắn là phần lãi còn lại này sẽ thoải mái dẫn dư nhận bình thường. Lý do là gì? Sổ tiết kiệm ông tận 5%, tính trên số tiền là 100 triệu, được chưa? Mà số ngày là nó gần như là phải hơn gấp đôi. Lúc nãy ta tính ra là 154 ngày đúng không ạ? 154 cộng 120 nó rơi vào là bao nhiêu? Là 270 mấy ngày, gần 300 ngày lãi rồi. Đúng không ạ? Thế còn đấy là lãi mà mình được nhận về sổ tiết kiệm, nhưng mà trừ đi cái lãi cho vay thì lãi cho vay chỉ tính mặc dù là lãi suất là 7%, nó hơn một xíu này,
Thứ hai là nó chỉ tính có 120 ngày thôi này. Và thứ ba là số tiền vay thì nó chỉ tính có 40 triệu thôi thay vì 100 triệu. Nên rõ ràng là cái lãi của sổ tiết kiệm nó sẽ lớn hơn cái lãi cho vay rất là nhiều. Và khách hàng vẫn ok vui tư, đúng không ạ? Vui, vui vẻ, cầm tiền đi về. Và cái khoản nhu cầu 40 triệu thì vẫn được đáp ứng bình thường. Đấy, thế thì đấy là một cái tình huống giải quyết liên quan đến cho vay chiết khấu. Khách hàng được lợi. Được chưa? Thế nhìn vào cái tình huống này các bạn sẽ nhìn thấy này. Thứ nhất là tại ngày 4 tháng 11 tức là ngày xin vay chiết khấu ấy. Được chưa? Thì ngân hàng sẽ phải ghi nhận cái khoản gốc cho vay là 40 triệu. Được chưa? Đây chính là thời điểm giải ngân. Thời điểm làm chiết khấu chính là thời điểm giải ngân. Cái thứ hai nữa là chiết khấu nó là một cái dịch vụ. Ngân hàng sẽ coi nó là một cái dịch vụ kèm theo cái sản phẩm cho vay. Tại vì phải tính toán này, đúng chưa? Nó lại phải làm các cái thủ tục chiết khấu này. Đấy, cũng vừa nói rồi là vì sổ tiết kiệm khách hàng vẫn cầm về. Cho nên là, và thứ hai nữa là nó liên quan đến việc tính ra cái lãi suất chiết khấu là bao nhiêu. Được chưa? Rồi số tiền vay thì nó chỉ là 40 triệu thôi, không phải là 100 triệu. Thời hạn về cho vay tính từ ngày nào đến ngày nào. Và tính toán cho khách hàng để ra được cái lãi suất cho vay, cái lãi suất chiết khấu ấy là bao nhiêu, tiền lãi khách hàng có thể nhận được là bao nhiêu, tất cả những cái thủ tục đó được chưa, làm trên T24 nó sẽ phức tạp, do đó là đây là một cái dịch vụ mà ngân hàng người ta gọi là cung cấp kèm theo cái sản phẩm cho vay. Đấy, thì hầu hết các ngân hàng sẽ thu thêm một cái phí người ta gọi là phí chiết khấu, phí dịch vụ ấy ạ, phí chiết khấu. Nó không phải là sản phẩm vay nhá, nó là sản phẩm dịch vụ, được chưa? Dịch vụ chiết khấu kèm theo cái sản phẩm cho vay. Vay ở đây chỉ là 40 triệu thôi, được chưa? Phát sinh tại thời điểm chiết khấu, ghi nhận phần gốc, nhưng sẽ ghi thu thêm cái phần tiền phí, được chưa? Gọi là phí của dịch vụ chiết khấu. Ok chưa? Thế và trong quá trình theo dõi từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 3 tháng 3 năm N+1 thì ngân hàng vẫn tiến hành dự thu và thu lãi bình thường. Được chưa? Vẫn tiến hành dự thu nhá, dự thu cái phần lãi cho vay bình thường. Thế còn việc thu thì nó sẽ phụ thuộc vào khách hàng. Nhưng phần lớn là sẽ phần lớn là khách hàng phải chờ đến ngày đáo hạn tất cả có thể. Ok chưa? Đấy là phương án số 2, cái nhiệm vụ liên quan đến phần lãi. Phương án số 3 liên quan đến phần gì ạ? Đáo hạn, đúng không ạ? Tất cả cái khoản cho vay. Thì tại cái ngày tất cả khoản cho vay đấy là kiểu gì em cũng sẽ phải ghi giảm cái phần gốc 40 triệu. Là trả lại phần gốc 40 triệu rồi thu trực tiếp từ việc là tất toán. Vậy cái giao dịch số 1 tất toán sổ tiết kiệm này là một giao dịch độc lập nha, một giao dịch độc lập phải làm trước ạ. Sau đó thì mới tất toán cái khoản cho vay tính theo cái phần tiền lãi này. Được chưa? Và khách hàng sẽ nhận cái số tiền này thôi, 60 triệu cộng với cả cái phần lãi dôi dư này thôi. Nó là một bảng kê. Nó sẽ là một cái bảng kê. Nó sẽ là gồm hai bảng kê, một bảng kê thu và một bảng kê chi. Giao dịch viên sẽ tính xem là số tiền trên bảng kê thu trừ đi số tiền trên bảng kê chi là bao nhiêu, và nó sẽ ra cái số tiền mà khách hàng còn được nhận lại. Cái phần này sẽ là làm nháp ở bên ngoài, tức là tính toán ở bên ngoài, không đưa cho khách hàng xem, gửi cho khách hàng, ông ấy cầm theo và ông ấy đếm tiền, cầm tiền và đi về. Vì nó là hai giao dịch độc lập ở hai phân hệ khác nhau nên không thể hạch toán gộp được. Ok chưa? Đấy. Thế thì đấy là ba cái thời điểm liên quan đến phần chiết khấu. Và cái này bạn chú ý thêm cho cô một cái nữa nhá, là cái thời gian chiết khấu nhá, thời gian chiết khấu đó là tại cái ngày giao dịch cho đến ngày đáo hạn của giấy tờ có giá. Chúng ta sẽ làm chiết khấu như vậy ạ. Không chọn cái khoảng thời gian lửng lơ nào nhá. Ok chưa? Đấy là đặc điểm của cái phần này.
Định khoản thì đơn giản không ạ? Định khoản rất là dễ. Tại thời điểm giải ngân nhá, chúng ta chỉ nhớ giúp cô là mình sẽ sử dụng cái tài khoản 2211 là đầu 22, chứ không dùng 212, 211, 212, 213, 214, 215, 216 như trước nữa. Dạ. Mà chúng ta sẽ dùng tài khoản đặc biệt của đặc riêng của nó, không phải đặc biệt mà riêng của chiết khấu 22. 221 là chiết khấu bằng Việt Nam đồng, 22 chiết khấu bằng ngoại tệ. Được chưa ạ? Trong hạn vẫn chi tiết là số 1 là trong hạn, số 2 là ngoài quá hạn. Đấy, thì nếu mà là bằng ngoại tệ thì chúng ta sẽ có 222. Thế nhưng 221 tại sao cô không ghi ở đây thì chắc là hiện nay ngoại tệ nó không được làm nữa. Hiện tại quy định hiện tại là ngoại tệ không được làm nữa. Mà cũng không được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ nên chẳng biết chiết khấu của cái gì. Giấy tờ có giá như trái phiếu thì cũng không phát hành bằng ngoại tệ được rồi. Được chưa? Đấy. Thế khách hàng có thể nhận bằng tiền mặt hoặc là nhận bằng hình thức chuyển khoản đều được. Đây là cái số tiền gốc vay, tức là số tiền chiết khấu. Mặt khác thì sẽ có cái phần thu phí ạ. Thu phí chiết khấu. Thì phí chiết khấu thông thường sẽ được tính bằng cái số tiền vay chiết khấu. Số tiền vay chiết khấu nhân với tỷ lệ phí ạ, cái mức phí đóng. Tính bằng tỷ lệ phần trăm số tiền vay chiết khấu ạ, thu phí. Và thu thì cũng thu trực tiếp bằng tiền mặt hoặc là thu bằng hình thức chuyển khoản cũng được, trừ trên tài khoản vãng lai khách hàng. Và tài khoản phí chiết khấu sẽ đưa vào tài khoản doanh thu từ dịch vụ là 717. Chúng ta sẽ dùng tài khoản 717 hay là doanh thu từ dịch vụ nhé. 70 là doanh thu từ hoạt động cho vay, 71 là dịch vụ. Đấy là dịch vụ chiết khấu, chúng ta có 717, hiểu không ạ? Đấy là bút toán 1 ở trong giai đoạn đầu tiên. Ở giai đoạn tiếp theo đó chính là thu lãi, thì gọi nhớ cho cô là đây nguyên tắc của nó là gì ạ? Vẫn giữ thu lãi bình thường nha, chúng ta vẫn giữ thu lãi bình thường ạ. Và đến cái thời điểm đáo hạn sổ, tức là đáo hạn giấy tờ có giá đó sẽ làm tất toàn cái khoản cho vay thì chúng ta sẽ thu lãi. Đã, thu lãi luôn. Đây là trường hợp ghi ra, đây là trường hợp hạch toán trong trường hợp nhá, trong trường hợp cái thời gian chiết khấu nhá, thời gian chiết khấu nó nhỏ hơn một tháng. Đây là giao là hệ thống TA4 sẽ không chưa làm được cái dự thu. Được chưa? Nó có một số những cái trường hợp là chỉ còn có khoảng 20 mấy ngày nữa thì đáo hạn, nhưng bây giờ cần tiền lắm, cần đang cần mắc thì phải giải quyết ngay công việc. Để lúc này mới tiếc này, lúc này mà tất toán sổ tiết kiệm mà tiếc lắm. Thì còn có 20 mấy ngày là đáo hạn thôi, tự nhiên tất toán sổ mất hết toàn bộ phần lãi, để tiếc cực kỳ luôn. Mà không đi vay ở đâu được. Đấy, thì buộc thì có thể là sẽ làm cái thủ tục này, và cái thời gian chiết khấu thì nó nhỏ hơn một tháng, cho nên là sẽ không dự thu lãi mà hạch toán thẳng vào thu nhập luôn. Chúng ta sẽ toán thẳng vào 702. Bạn ghi được không ạ? Đây là bước toán chúng ta đặc biệt như vậy nhá. Còn bình thường nó sẽ diễn ra như này ạ. Dự thu và tiến hành thu lãi vào thời điểm đáo hạn. Được chưa? Thế là bước toán số 3, đó là phần thu nợ. Thu hồi cái nợ gốc. Đấy, thu hồi cái nợ gốc. Bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản đều được. Và nếu như mà nó diễn ra vào thời điểm gọi là đáo hạn, đúng không? Như ta vừa nói là thu tại thời điểm đáo hạn cái khoản giấy tờ có giá đó, thì cái bút toán, hai bút toán này các bạn có thể tắm vô. Chúng ta có thể tắm vô vậy. Đó. Liên quan phần này. Đấy, chúng ta chiết khấu nhá. Hình thức tiếp theo của chúng ta là cho vay bảo lãnh. Cho vay bảo lãnh thì có thể bảo lãnh trong những trường hợp nào? Cây cho cô ạ. Các bạn
Ok, cho cô xem là chúng ta có thể bảo lãnh trong những trường hợp nào. Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và cam kết thanh toán LC trả chậm ạ. À, ok, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu. Mình có hiểu những cái hình thức bảo lãnh này không? Dự thầu là như thế nào nhỉ? Hà Linh, dự thầu là như thế nào ạ? Hà Linh có phải là lớp mình không? Em không thua. Em là Đặng Thanh Hà, em dùng tài khoản của em không vào được, em dùng nick của em gái em ạ. Đấy đúng không? Cô thấy tên này cứ là lạ. Đúng rồi, em dùng nick của em ạ. Ờ. Thế của em là của Zoom à? Hay là của... Của em là Đặng Thị Thanh Hà. Ờ, ok. Thanh Hà nào? Đặng Thị Thanh Hà. Nhưng nó phải báo với lớp trưởng đấy nhá. Thấy cô đọc cái tên này cô thấy nó cứ là lạ. Dạ vâng ạ. Bảo lãnh dự thầu là như thế nào hả? Thanh Hà. Em cho cô bảo lãnh dự thầu. Là bảo đảm việc là người đã trúng thầu không có ý định rút lui và thay đổi ý định đúng không cô? Tức là nó là một cái dạng bảo lãnh về mặt tài chính cho các cái bên tham gia dự thầu đúng không ạ? Đúng rồi đấy, và để đảm bảo rằng là khi mà trúng thầu rồi thì sẽ thực hiện các nghĩa vụ đủ khả năng tài chính để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến cái phần thầu cái dự án đấu thầu đấy đúng không ạ? Rồi, ok. Thế còn LC, LC là cái gì nhỉ? Bích Phượng nào, Bích Phượng. À. LC là gì nhỉ? Cái này kiến thức tài chính nhá. Đấy là một phương thức thanh toán của phương thức thanh toán quốc tế ạ. Ok, phương thức thanh toán quốc tế là gì ạ? Thư tín dụng cam kết là sẽ thanh toán đúng không? Sẽ thanh toán tiền hàng với đối tác với ra trong cái giao dịch xuất nhập khẩu. Rồi. Thế là kiến thức của tài chính ạ. Tức là gì? Bảo lãnh thì nó về cơ bản cái bản chất của nó ấy ạ, là một cái bằng văn bản, đã cam kết bằng văn bản của ngân hàng, đứng ra là thay mặt cho một cái bên khác, là một cái bên gọi là bên có quyền, hay là bên nhận bảo lãnh, nó có thể là một doanh nghiệp, được chưa? Một doanh nghiệp, một cá nhân, thường nó sẽ là một doanh nghiệp, một tổ chức. Và đứng ra là bảo lãnh cái gì? Là đảm bảo rằng cái bên có quyền đó, cái bên nhận bảo lãnh á, sẽ thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính, được chưa? Sẽ thực hiện được các cái nghĩa vụ tài chính. Và trong trường hợp nếu như bên có quyền không thực hiện được cái nghĩa vụ tài chính đó thì ngân hàng sẽ đứng ra để thực hiện thay, được chưa? Đấy. Thế thì khi mà tham gia vào cái nghiệp vụ bảo lãnh này thì cái mục đích của nó có thể rất là đa dạng. Như các bạn nhìn thấy là để vay vốn, để dự thầu là cái chắc chắn là phải có một cái phương án tài chính ở đây, và phải có một cái bên đứng ra để bảo lãnh cho cái nghĩa vụ tài chính này. Rồi bảo lãnh thanh toán cũng như vậy, bảo lãnh thanh toán hay bảo lãnh LC ạ, thanh toán LC nó là đều là bảo lãnh thanh toán nhé. Hai cái từ này nó dùng lại như thế, gọi như bảo lãnh thanh toán thì nó dùng nội địa, là thanh toán cho các hợp đồng nội địa bên trong mua bán thương mại bên trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam ấy. Nó dùng cho những cái trường hợp mua bán với cái giá trị đơn hàng nó quá lớn. Thứ hai nữa là các cái đối tác mua bán ấy thì lại lần đầu tiên giao dịch với nhau, nên là cần có một cái đảm bảo về tài chính thì mới thực hiện giao hàng, được chưa? Thế còn đối với LC thì LC nó cũng là một hình thức gọi là thư tín dụng, một cái công cụ thanh toán
quốc tế đúng không ạ? Nhưng hiện nhưng mà nói thật với các bạn là mình học là như thế, nhưng LC nó cũng vẫn có thể dùng là LC nội địa đúng không? Trong trường hợp này thì LC nội địa nó sẽ mang tính chất của một khoản bảo lãnh thanh toán như vậy. Thế là thế, và người ta dùng cái từ ra là LC nội địa và LC quốc tế, thì LC quốc tế sẽ dùng cho thanh toán quốc tế. Được chưa? Đấy, rồi bảo lãnh về thực hiện hợp đồng. À, vậy là nôm na chúng ta sẽ nhìn thấy là trong ngành dịch vụ nghiệp vụ bảo lãnh này, đây cũng là một dạng dịch vụ, được chưa? Là một dạng dịch vụ nhá. Do vậy nó là ngân hàng sẽ thực hiện thu cái phí, chắc chắn là sẽ phải có thu phí nhá, phí bảo lãnh. Thì chỗ này cô sẽ không viết Excel nữa, cô sẽ chiếu lên đây thẳng đi nhá, chiếu thẳng lên đây cũng được. Nữa thì viết tại Excel, các bạn viết tiếp tại Excel cũng được nhá. À, không chúng ta hay là để lại ghi hay là lại viết Excel. Ok nhá, phần này là bạn nhớ rằng ạ, nó cũng là một dạng phí, xin lỗi, một dạng dịch vụ, nên là ngân hàng sẽ thu phí nhá. Thì tuy nhiên là cái phí bảo lãnh này, hợp đồng bảo lãnh nó không kết thúc ngay mà nó sẽ kéo dài cho đến khi mà sau đến cái thời điểm mà hợp đồng bảo lãnh, được chưa? Cái hợp đồng bảo lãnh nó hết hạn, nó hết giá trị. Do vậy là nó liên quan đến, có thể là liên nó liên quan đến nhiều kỳ. Nên là đối với phí bảo lãnh thì người ta sẽ không hạch toán thẳng và thu nhập, mà người ta sẽ treo trên cái tài khoản doanh thu chờ phân bổ. Sau đó định kỳ mới tiến hành phân bổ nó vào tài khoản thu nhập. Được chưa? Thì đây là một cái điểm nó khác với cái phí chiết khấu ở chỗ đó. Phí chiết khấu thì hạch toán thẳng luôn, nó liên quan đến, nó là cái phí thu tại thời điểm chiết khấu luôn. Đã, chỉ chung một lần như thế thôi. Nhưng mà phí bảo lãnh thì nó lại liên quan đến cái hợp đồng bảo lãnh này phát sinh cho nhiều kỳ, cho đến cái thời điểm mà cái hợp đồng bảo lãnh hết giá trị cơ. Được chưa? Do đó là nó sẽ hạch toán tạm thời, hạch toán treo trên tài khoản doanh thu chờ phân bổ 488. Chi phí chờ phân bổ là 388 nhé. Doanh thu chờ phân bổ sẽ là 488. Và phí sẽ được hạch toán vào tài khoản 70. Đấy là điểm thứ hai khác biệt so với chiết khấu. Phí bảo lãnh này có tính chất gọi là phí ấy, đúng không ạ? Nó là dịch vụ đấy, nhưng mà người ta lại hạch toán vào cái phần đầu 70. Dạ, nó dùng 704. Thế là điểm thứ hai mà mình phân biệt về giữa bảo lãnh với chiết khấu. Cái thứ ba nữa là các bạn sẽ cần phải tính toán cái giá trị bảo lãnh, giá trị bảo lãnh trên hợp đồng bảo lãnh ạ. Đây chúng ta phân biệt cho cô là nó sẽ có hai loại hợp đồng nhé. Trong nghiệp vụ bảo lãnh bao giờ cũng sẽ có hai loại hợp đồng ạ. Hợp đồng đầu tiên đó là hợp đồng bảo lãnh, được chưa? Ký giữa ngân hàng với cái người xin bảo lãnh, hay gọi là khách hàng của ngân hàng. Ok chưa? Cái người xin bảo lãnh là cái người có nhu cầu thanh toán, có nhu cầu cần phải thanh toán và cần có một bên thứ ba đứng ra cam kết sẽ trả thay trong trường hợp xấu xảy ra. Ok chưa? Hợp đồng thứ hai đó chính là hợp đồng liên quan đến cái hợp đồng kinh tế. Đấy, hợp đồng kinh tế hoặc là hợp đồng về đấu thầu, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ dự thầu. Đó. Hợp đồng kinh tế trong nước, hợp đồng thương mại ấy, rồi hợp đồng kinh tế xuất nhập khẩu. Ok chưa? Thì cái hợp đồng kinh tế, cô gọi chung là hợp đồng kinh tế, nó sẽ phát sinh giữa cái bên xin bảo lãnh với cái bên nhận bảo lãnh. Phân biệt đúng không ạ? Bên xin bảo lãnh là bên phải thanh toán, nghĩa vụ thanh toán trong tương lai. Được chưa? Còn bên nhận bảo lãnh sẽ là bên nhận được tiền, được chưa? Là bên nhận được tiền, nhận được cái khoản thanh toán này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là có ba bên đúng không? Hai loại hợp đồng khác nhau. Thì cái bên xin bảo lãnh, cái người xin bảo lãnh sẽ là người làm việc với ngân hàng. Đấy là người có nhu cầu thanh toán, có nhu cầu cần ngân hàng đứng ra bảo lãnh mà, đúng chưa? Đấy sẽ làm việc với ngân hàng. Thế còn nhưng nó sẽ làm việc với ngân hàng và xin là gì ạ? Đứng ra
bảo lãnh để trả cho một bên thứ ba, mà bên đấy gọi là bên nhận bảo lãnh. Được chưa? Bên xin bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh đều sẽ xuất hiện trong hợp đồng bảo lãnh. Nhá, đều sẽ xuất hiện trên hợp đồng bảo lãnh. Nhưng mà ngân hàng sẽ thu phí thì thu phí của bên nào? Bên xin bảo lãnh hay bên nhận bảo lãnh ạ? Bên xin bảo lãnh. Đúng rồi, sẽ thu của bên xin bảo lãnh nha. Đây là có ba cái đối tượng như này, nên là trong các cái bài tập về bảo lãnh có thể là sẽ xuất hiện hai tên khách hàng nhá. Thì các bạn phải xác định được chính xác cho cô bên nào là bên xin, được, xin bảo lãnh, bên nào là bên nhận bảo lãnh, được chưa? Đấy. Và nó sẽ có hai cái giá trị liên quan, một là cái giá trị trên hợp đồng bảo lãnh và hai là cái giá trị trên hợp đồng kinh tế. Ok, chưa hiểu rõ chưa? Cái thứ ba vấn đề tiếp theo nữa đó là gì? Cái giá trị bảo lãnh trên hợp đồng bảo lãnh nhận nó sẽ được tính bằng cái giá trị hợp đồng kinh tế, được chưa? Trừ đi cái mức ký quỹ. Thì cái mức ký quỹ này sẽ là cái số tiền mà bên xin bảo lãnh nộp vào ngân hàng để ký quỹ. Được chưa? Và phải có cái số tiền ký quỹ đó thì ngân hàng mới đứng ra để bảo lãnh trả thay cho bên xin. Được chưa? Trả tiền cho bên nhận bảo lãnh thay cho bên xin bảo lãnh trong trường hợp bên xin bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ tài chính. Ok chưa? Thế thì cái mức ký quỹ này, mức ký quỹ này theo cái quy định của ngân hàng và tối đa nó sẽ là 100% cái giá trị hợp đồng kinh tế. Được chưa? Tối đa đấy nhá, nó không có mức tối thiểu đâu ạ, nó theo quy định của ngân hàng. Thông thường thì các ngân hàng nó cũng sẽ yêu cầu tối thiểu phải 50%. Nhưng mà thường thì nó không tính theo kiểu 50% đâu, nó sẽ có thể là tính là một cái số tiền là bao nhiêu đấy. Dạ, thậm chí là nó còn căn cứ vào theo cái giá trị dựa trên sổ tiết kiệm của hoặc là bên một cái khoản tiền gửi thanh toán của cái bên xin bảo lãnh chẳng hạn. Đấy, nó nhiều thứ để xem xét lắm ạ. Thế nhưng mà cái mức tối đa thì nó có thể là 100%. Đó, 100% cái giá trị của hợp đồng kinh tế. Được chưa? Đó. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tính chất của cái nghĩa vụ bảo lãnh ấy là nó ở cái chỗ này. Cái nghĩa vụ, các bạn nhớ cái câu này của cô nhé, cái câu này là câu mà cô ít các bạn phải ghi lại, nếu mà không ấy là phải ghi lại. Đối với nghĩa vụ bảo lãnh ấy, nghiệp vụ cho vay chỉ phát sinh nhá, nghiệp vụ cho vay chỉ phát sinh khi mà bên xin bảo lãnh hay gọi là khách hàng ấy ạ không thực hiện được nghĩa vụ tài chính. Nhá, nó chỉ phát sinh thôi ạ. Nếu như cái bên khách hàng hay là bên xin bảo lãnh ấy không thực hiện được nghĩa vụ tài chính. Được chưa? Do vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy là các em sẽ có một cái giai đoạn hạch toán trước nghiệp vụ cho vay. Đấy, hợp đồng bảo lãnh này nó lại phức tạp như vậy. Thì toàn bộ cái phần ký cam kết bảo lãnh cho khách hàng này là cái giai đoạn trước nghiệp vụ cho vay. Lúc này chưa có bất cứ một quan hệ tiền vay nào cả. Đấy nhá. Nó sẽ chỉ có một phát sinh là gì ạ? Khách hàng hay là cái bên xin bảo lãnh sẽ đến ngân hàng để ký quỹ để xin bảo lãnh, nghĩa là nói cứ nói từ bảo lãnh nghĩa là gì, là khách hàng là nộp tiền bảo lãnh vào rồi, nộp tiền ký quỹ vào rồi thì ngân hàng sẽ phát hành một cái thư ấy ạ, phát hành một cái văn bản ấy ạ. Văn bản thì có thể văn bản bằng giấy hoặc là văn bản bằng thư điện tử, nhà bằng một cái văn bản điện tử ấy. Đấy, như quốc tế thì cũng không thể gửi giấy được, người ta sẽ gửi bằng văn bản điện tử. Trên đó là ghi rõ là đây là một cái nghiệp thư bảo lãnh cho bên xin bảo lãnh là ai đấy. Bảo lãnh cho bên này đúng không ạ? Để thanh toán với cái bên nhận là công ty IC gì đó. Nội dung hợp đồng các thứ liên quan, thanh toán cho hợp đồng số bao nhiêu, ký ngày bao nhiêu, giá trị bao nhiêu, thanh toán cho những cái loại hàng gì. Được chưa ạ? Đấy, và số tiền là như này và ngân hàng đứng ra là cam kết. Thì khi nhận được cái thư như vậy rồi thì cái bên bán, tức là cái bên nhận được bảo lãnh ạ, người ta sẽ yên tâm thực hiện theo cái nội dung của hợp đồng kinh tế hoặc là theo cái nội dung của cái hợp đồng dự thầu. Ok chưa? Tiến hành cho đấu thầu. Đấy, trúng thầu là sẽ ok.
như thế mà thực hiện thôi, được không ạ? Đấy, thế thì đấy là là cái việc bảo lãnh nó sẽ diễn ra. Về mặt kế toán, ta sẽ thấy là cái giai đoạn đầu khi mà chưa phát sinh cái tiền vay là quan trọng, rất nhiều thứ xảy ra. Cái đầu tiên đó chính là cái việc là khách hàng, cái người xin bảo lãnh sẽ đến ngân hàng để ký quỹ. Thì có thể ký quỹ bằng tiền mặt, cũng có thể ký quỹ bằng tài khoản vãng lai, trừ trực tiếp lên tài khoản vãng lai của khách hàng. Và tiền này nó sẽ được đổ về cái tài khoản tiền gửi ký quỹ nhé. Nó là tiền gửi của khách hàng ạ, nhưng mà ký quỹ nên là sẽ bị phong tỏa. Chúng ta sẽ dùng những tài khoản mà quỹ sẽ dùng đầu 42, nó là tiền gửi đấy ạ, nó là tiền gửi nhưng là tiền gửi bị đóng băng đấy, nên ta dùng cái từ gọi là ký quỹ ạ, thì phải là 42 đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng 427, rất nhiều 427 nhé, có rất nhiều 427 thì trong nhiệm vụ bảo lãnh chúng ta sẽ dùng 4274. Cái này các bạn cũng phải nốt lại kiểu gì đó, vì sau đó mình sẽ học thêm một vài cái tài khoản 427 nữa cơ. 4271, 4274, 4272, 4277 cũng có. Đã. Dùng trong nhiều trường khác nhau. Đấy. Thế là giai đoạn ký quỹ này. Khi mà ký quỹ xong thì ngân hàng sẽ phát hành cái thư bảo lãnh, đúng không ạ? Và cái thư bảo lãnh này nó mang gọi là chứng thư thôi. Nó là chứng thư. Đấy ạ. Nó có giá trị về mặt gọi là cam kết. Nhưng chưa ảnh hưởng gì, tức là đã chưa phát sinh quan hệ tiền vay, thì chưa có ghi chép gì trên nội bảng và cân đối kế toán, và ngân hàng sẽ phải theo dõi ngoại bảng. Ở giai đoạn ký hợp đồng bảo lãnh này, giá trị bảo lãnh sẽ được theo dõi ngoại bảng, được không ạ? Và chúng ta sẽ dùng tài khoản 92 nha, 92, ví dụ như 921, 922. Như 922 đây là bảo lãnh thanh toán ạ. 921 hoặc 922. Rất nhiều đầu 92 đấy ạ. Vì chúng ta có nhiều cái dịch vụ bảo lãnh khác nhau đúng không ạ? Nên mình sẽ dùng toàn bộ trên 92 các bạn. Nốt sao sao một cái là mở tài khoản 92 ra để xem 92 nó gồm những 92 gì. Nên đề bài nó hỏi là bảo lãnh thanh toán thì dùng chính xác là 922 vậy. Nên bảo lãnh khác thì mình lại phải dùng 921, 923, 92 các loại 92 khác. Yeah, nốt sao chỗ này lại để học chỗ này. Đấy là giá trị hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp nếu như mà khách hàng, cái người xin bảo lãnh ạ, phải cầm cố, phải thế chấp bằng tài sản hoặc là bằng một cái giấy tờ có giá nào đó thì sẽ ghi nhập 994 hoặc 996. Mình ghi đấy cho cô ạ, nhập 994 hoặc 996. Có dùng Excel không? Đây nhá. Có follow được không ạ? Được. Nên đầu tiên là à, nếu mà theo dõi được thôi chỗ gì vào đây này, như cô đã làm là cái phần này đã làm cẩn thận rồi. Đấy là cái thứ ba này, và cái thứ tư ở trong cái giai đoạn đầu này đó chính là việc thu phí. Phí nó cũng sẽ tính trên cái giá trị bảo lãnh nhá, tỷ lệ phần trăm trên cái giá trị bảo lãnh này là sẽ cho các em, và cái này nó là một cái bảng phí rồi. Ngân hàng nào cũng sẽ có một cái bảng phí như vậy, nhưng không phải lo. Thì thu thì có thể thu bằng tiền mặt 1011, tài khoản thích hợp ở đây sẽ là 1011 đúng không ạ? Hoặc là thu bằng chuyển khoản, thì đây sẽ là tài khoản vãng lai của cái bên xin bảo lãnh. Nhấn mạnh cái chỗ đấy vào, hôm đến lúc là đề bài gặp hai, trong một đề bài nó lại đề cập đến hai doanh nghiệp. Nên chỗ này cô dặn như thế rồi, các bạn cùng nói chuyện từ nãy đến giờ rồi. Lại quên bẵng đi mất, thế là không xác định được bên nào là bên xin, bên nào là bên nhận, nên hạch toán loạn lên hoặc là thiếu cái chi tiết, bị trừ điểm hoặc là bị sai. Ok chưa ạ? Và chúng ta sẽ toán vào tài khoản 488 cái phần phí bảo lãnh này nhé, không thu phân bổ có. Sau đó thì phí này nó sẽ được định kỳ, nó sẽ phân bổ ạ. Định kỳ phân bổ thì định kỳ là bao nhiêu lâu, nó phụ thuộc vào cái hợp đồng bảo lãnh này sẽ kết thúc vào ngày nào. Thế thì khi phân bổ ấy, khi phân bổ phí bảo lãnh nhá, chúng ta sẽ ghi nợ 488 đúng không ạ? Và có 70
4. Phi thì phải theo đề bài, tức là phải theo cái sản phẩm. Thì nó không có cái quy định cụ thể được kỳ, ví dụ 1 tháng, 2 tháng gì đó, không có. Thường nó sẽ không đủ theo tháng, bao nhiêu tháng thì sẽ phụ thuộc vào cái sản phẩm đấy. Ok. Thế là đầu lại được 4 thứ phải nhớ nhé, 4 màu đỏ các bạn nhìn thấy không ạ? Phải nhớ. Đề bài trong cái nhiệm vụ thì chắc chắn là ký quỹ phải có, nguyện hợp đồng bảo lãnh phải có, thu phí bảo lãnh phải có, nhưng cái phần cầm cố thế chấp này thì có thể có thể không? Thế ạ. Thế là cái giai đoạn thứ hai, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh cái hợp đồng của giá trị bảo lãnh ạ, chả phát sinh cái gì cả, mọi thứ là cứ thế, để chờ đấu thầu, kết quả đấu thầu đã, đúng không ạ? Trong thời gian bảo lãnh ký xong rồi, trong cái thời gian chờ thực hiện hợp đồng bảo lãnh thì lại còn phải chờ là giao hàng này, phải nhận hồ sơ chứng từ các thể loại, phải kiểm tra chất lượng, nhất là xuất nhập khẩu, thời gian giao hàng khi đến hàng khác, đấy, thì trong cái thời gian đó ấy, chả có làm cái gì cả, tệ là thôi. Giá trị hợp đồng bảo lãnh vẫn theo dõi trên tài khoản đầu 92 nhé, theo dõi trên tài khoản đầu 92 vấn đề bình thường. Và đến cái thời điểm cuối cùng, đó là thời điểm đến thời điểm thanh toán trên hợp đồng kinh tế, nhớ nhé, đến cái thời điểm thanh toán trên hợp đồng kinh tế thì nó sẽ chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là cái người xin bảo lãnh hoàn thành được nghĩa vụ tài chính, và trường hợp thứ hai là cái người xin bảo lãnh hay khách hàng đó không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ. Và lúc nãy cô có một ghi một câu là gì, quan hệ cho vay, đúng không ạ? Cái nghĩa vụ cho vay sẽ chỉ phát sinh trong trường hợp khách hàng hay là người xin bảo lãnh không hoàn thành được nghĩa vụ về tài chính liên quan đến cái hợp đồng kinh tế. Ok chưa? Không ạ. Thế là nếu như trường hợp khách hàng mà hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thì rất là đơn giản, ngân hàng không phải trả thay cái gì cả. Ok dạ. Và sẽ làm theo cái yêu cầu, sẽ làm theo cái yêu cầu thanh toán của cái bên xin bảo lãnh thôi, thanh toán vào tài khoản của người nhận bảo lãnh. Được chưa ạ? Trước đây ông ký quỹ, bây giờ trả lại tiền ký quỹ, trả lại tài sản cầm cố thế chấp nhá. Thế thì trong trường hợp mà trường hợp 1 là hoàn thành được nghĩa vụ á, nghĩa vụ tài chính á. Đó. Câu kia thì ghi ngắn gọn như vậy đúng không? Nên chỗ này chúng ta hiểu rằng là khách là đến cái thời điểm này là đến cái thời điểm mà cái bên xin bảo lãnh sẽ phải thực hiện cái nhiệm vụ thanh toán theo cái hợp đồng kinh tế. Được chưa? Nên là sẽ thực hiện thanh toán thôi. Một là gì? Ngân hàng sẽ phục vụ theo cái yêu cầu. Trước đây ký quỹ 4274 đấy, trả lại thì nó là tiền ký quỹ đem ra mà thanh toán, trả người ta đi để đem ra mà thanh toán theo cái hợp đồng kinh tế đấy. Thứ hai nữa là số tiền, ví dụ như hợp đồng kinh tế thì giá trị 100 triệu chẳng hạn, ký quỹ là 60 triệu rồi đúng không ạ? Vậy là còn 40 triệu nữa gì? Chuyển là chuyển đủ 100 triệu chứ, đúng không ạ? Thế thì cái số tiền còn thiếu, hoặc là cái bên xin bảo lãnh người ta có thể nộp vào bằng tiền mặt. Được chưa? Hoặc là người ta có thể trừ trên gì ạ? Tài khoản vãng lai. Ok chưa? 40 triệu á, có thể nộp bằng tiền mặt, có thể là gì ạ? Trừ trên tài khoản vãng lai của cái bên xin bảo lãnh. Và đem chuyển khoản thôi. Nếu như cái bên nhận bảo lãnh cùng hệ thống thì sẽ là 4211 của bên gì ạ? Nhận bảo lãnh. Đấy chứ là thanh toán theo giá trị của hợp đồng gì ạ? Kinh tế. Ok không ạ? Đó là hiểu không ạ? Nhá. Còn nếu như đấy là trường hợp cùng hệ thống, còn nếu như cái bên nhận bảo lãnh lại khác hệ thống thì chúng ta phải dùng gì ạ? Chuyển tiền.
thanh toán vốn giữa các ngân hàng nếu chuyển tiền thì ạ, chuyển khoản khác hệ thống và nó cũng vẫn là giá trị thì ạ, hợp đồng kinh tế nhé. Ok chưa? Cái bên này là phần hệ thống. Đấy. Đấy, đây là nghiệp vụ thanh toán đấy. Thế và trước đây thì chín hai dụ như là 92 đầu cua ghi chung 92 nhé, có thể là 921 922 đấy, thì là mình đi giảm đi giá trị của hợp đồng gì ạ, bảo lãnh hai cái khác nhau nha, bảo lãnh hợp đồng kinh tế là khác nhau. Thì trước đây nếu như có tài sản đảm bảo thì bây giờ phải xuất nó ra 994 hoặc là 99 cả 6 trả lại tài sản gì ạ, đảm bảo. À. Được chưa? Đấy là đối với hoàn thành. Nếu còn trường hợp thứ hai thì bạn sẽ nhìn thấy trên slide có ghi nè. Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy này thôi. Một là tiền ký quỹ vẫn phải đem ra mà trả nhá, vẫn phải thực hiện cái nghĩa vụ tài chính này. Không nhỉ? Cái thứ hai nữa là ngân hàng sẽ kiểm tra xem trên tài khoản vắng lai của cái bên xin bảo lãnh còn tiền hay không. Nếu còn tiền thì lấy luôn tiền từ đấy ra, tức là lấy một cái gọi là mặc định ạ, lấy tiền trên cái tài khoản vãng lai đấy còn bao nhiêu thì lấy đem ra nộp. Ví dụ như là hợp đồng giá trị hợp đồng kinh tế là 100 triệu, ký quỹ 40 triệu, được chưa? Vẫn còn thiếu 60 triệu nữa. Thế nhưng mà cái bên xin bảo lãnh bảo là em bây giờ em không có 60 triệu nộp vào đâu, thôi anh làm cái thực hiện, anh làm cái hợp đồng bảo lãnh cho em. Dạ. Thế thì ngân hàng sẽ kiểm tra là thế trên tài khoản mở cái hệ thống ra và nó bảo là trên tài khoản vãng lai của anh vẫn còn 20 triệu, ký quỹ 40 triệu cộng với 20 triệu trên tài khoản là thành 60 triệu. Được chưa? Vậy là anh sẽ chỉ nhận nợ ngân hàng là 40 triệu thôi. Được không ạ? Thế thì chỗ này sẽ không phải là 1011 nữa, cái phần còn thiếu đó, cái phần mà ngân hàng sẽ phải đứng ra trả thay đó, sẽ là số tiền mà khách hàng, cái bên xin bảo lãnh nhận nợ. Được không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái bút toán ở trên bảng, cái phần slide các bạn nhìn phía dưới nhé. Nợ tài khoản ký quỹ đúng không ạ? Số tiền ký quỹ, nợ tài khoản thích hợp, đây chính là 4211 của khách hàng ấy, hoặc là 1011 nếu khách hàng nộp thêm, nhưng thường sẽ là 4211. Đã không có tiền người ta sẽ không nộp thêm được. Thế đây là số tiền khách hàng còn trên tài khoản vãng lai và còn thiếu bao nhiêu. Thì ngân hàng sẽ đứng ra trả thay và sẽ nhận nợ. Thì chúng ta sẽ ghi trên tài khoản 241. Đó, 24 đó, đầu 24 nhà tay bảo lãnh 2411 trong hạn để dạ, bằng Việt Nam đồng thì là 4241, ngoại tệ là 242. Nam đồng đi chúng ta đã cho vay ở thời điểm này là không vay ngoại tệ được đâu, mà vay Việt Nam đồng thôi. Thế là cô cứ tập trung vào bớt những cái tài khoản cần phải nhớ đi, được chưa? Thực ra nhớ thì cũng dễ, cũng theo một cái logic thôi. 421 là Việt Nam đồng, 422 là ngoại tệ, quan trọng nhất là đầu 42 ạ, mình phải nhớ được đầu 42. À đấy, cũng nói nhầm 24 ạ. Ngược. Đầu 24. 241 Việt Nam đồng, 242 ngoại tệ. 2411 Việt Nam đồng trong hạn, được chưa ạ? 2412 là Việt Nam đồng nhỉ?